Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Anh chị em thân mến, hôm nay là thứ ba sau Chúa Nhật, bốn Phục Sinh. Bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ có một chi tiết mà chúng ta cần lưu ý. Đó là sách Thánh nói với chúng ta chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Như vậy thưa ông bạn chị em, Kitô hữu có nghĩa là gì? Theo nguyên nghĩa thì Kitô hữu có nghĩa là người nô lệ của Đấng được sức giàu, hoặc cũng có thể hiểu theo một nghĩa khác là người tôi tớ của Đức Kitô. Nhưng sâu xa hơn, từ Kitô hữu muốn nói lên, muốn diễn tả một mối tương quan thân mật của mỗi người chúng ta với Chúa Giêsu. Đó là bài đọc 1 với từ Kitô hữu. Còn nói bài tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu khẳng định mối tương quan không thể tách rời giữa Ngài và chúng ta. Chúa Giêsu nói là mỗi người chúng ta là chiên của Ngài và mỗi người chúng ta nghe tiếng của Ngài. Chúa Giêsu nói chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Mối tương quan này, mối tương quan khăng khít giữa mỗi người chúng ta với Chúa Giêsu được đặt trên nền tảng mối tương quan giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu khẳng định là Ngài và Chúa Cha là một. Thưa bạn, chị em, chúng ta vừa nói với nhau về từ Kitô hữu. Thánh Phêrô định nghĩa Kitô hữu là những người đang sống trong Đức Kitô. Ngài nói điều này trong thư thứ nhất của Ngài. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma thì định nghĩa là Kitô hữu là những ai đang ở trong Đức Kitô. Anh chị em thân mến, với phép rửa chúng ta trở thành những Kitô hữu, tức là trở thành những tôi tớ của Đức Kitô. Tôi và Đức Kitô không phải là hai người xa lạ, nhưng có một mối tương quan không tách rời nhau. Tôi đã làm gì để sống, để giữ mối tương quan này? Một ví dụ cụ thể thưa ông bạn chị em. Giả sử chúng ta thường nói chuyện với nhau thì theo lẽ thường càng nói chuyện chúng ta sẽ càng hiểu nhau hơn và càng thân thiết hơn. Nhiều khi thân thiết đến mức độ chỉ cần nghe thấy người đó im lặng là chúng ta hiểu ngay ý người đó muốn nói gì, đang vui hay đang buồn như thế nào. Càng nói chuyện với nhau chúng ta càng hiểu nhau, càng thân thiết nhau. Mỗi người chúng ta, như tôi vừa nói với ông bạn chị em, có một mối tương quan khăng khít với Chúa Giêsu. Như vậy, nếu giữa chúng ta và Chúa Giêsu không thường xuyên nói chuyện với nhau,
không thường xuyên trao đổi những suy nghĩ, những tâm tư, những tình cảm cho nhau, thì giữa chúng ta và Chúa Giêsu liệu có thân thiết được hay không? Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, trong năm mục vụ sắp tới, Ngài đi nơi này nơi kia, Ngài ban phép thêm sức thăm mục vụ khánh thành nhà thờ. Và phần cuối lễ, Ngài đều nhắn gửi đến các tín hữu trong giáo phận Sài Gòn: hãy cố gắng làm sao trong năm 2023 này chuyên cần đọc lời Chúa nhiều hơn nữa. Ngài mời gọi mỗi người đọc lời Chúa mọi cách, mọi nơi, có thể đọc bằng những quyển sách Kinh Thánh bỏ túi, hoặc có thể đọc bằng những cái trang web có những bản dịch Kinh Thánh vẫn có trên trang của giáo phận, trang của hội đồng giám mục. Làm sao để tất cả các tín hữu mỗi ngày đọc được một đoạn lời Chúa trong phụng vụ ngày hôm đó? Khi các tín hữu đọc lời Chúa là các tín hữu lắng nghe lời Chúa nói với mình, thì ngày qua ngày cái mối tương quan giữa Chúa với ta, ta với Chúa ngày càng khăng khít hơn. Hoặc như đức cha Giuse Đỗ Quang Khang trong một bài giảng gần đây, Ngài có kể về một cái kinh nghiệm gặp gỡ với một người ở bên nước ngoài. Họ chia sẻ rằng buổi sáng khi vợ chồng thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, chuẩn bị cho con cái đi học, thì họ mở lên những cái đoạn chia sẻ lời Chúa trong ngày. Nơi đó, vị linh mục hoặc vị tu sĩ hoặc một giáo dân nào đó đọc đoạn lời Chúa rồi đọc vắn gọn đôi câu chia sẻ. Và những ngày nào chia sẻ ngắn thì họ nghe thêm một lần nữa, nghe hai lần. Và ngày hôm đó họ được lời Chúa dưỡng nuôi. Ngày hôm đó họ mang những cái suy tư ngắn gọn để suy nghĩ và cầu nguyện trong suốt cả ngày, khi đi làm, khi đưa con đi học, hay khi làm bất cứ việc gì, để lời Chúa lúc nào cũng phản phất trong tâm trí của họ. Như thế lời Chúa và lời Chúa trở nên thật gần với người Kitô hữu. Và tâm trí người Kitô hữu lúc nào cũng để lời Chúa có một vị trí ưu tiên trong ngày sống của mình. Con nghĩ nếu làm được như thế, thì những người mang danh là Kitô hữu, những người được gọi là tôi tớ của Đức Kitô, sẽ càng ngày càng gắn bó hơn, càng hiểu hơn Đức Kitô là ai, Đức Kitô nói gì, Đức Kitô muốn gì trong cuộc đời của mình. Ước mong chúng ta tập một thói quen đọc lời Chúa mỗi ngày, để lời Chúa có một vị trí ngày càng quan trọng hơn trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Amen.